năng động, nhiệt huyết, trải nghiệm, kết nối, thực tế, gắn kết, lan tỏa. Suốt hầu trợ hành trình một tháng vừa rồi của mình tại mùa hè xanh thì kỷ niệm mà mình đáng nhớ nhất có lẽ là những buổi được đi giao lưu cùng với các bạn trong đội hình, cùng với các em nhỏ ở các địa điểm, cũng như là một cái ngày hội thiếu nhi ở nhà bè. Thì tại đó thì bọn mình đã có những cái gian hàng pháp luật nè, tổ chức các cái vở kịch hoặc là tuyên truyền cùng với các em thông qua các cái poster, ấn phẩm. Sau gần một tháng hoạt động cùng với mùa hè xanh thì mình đã đi qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc cũng như là kỷ niệm. Nhưng mà đối với mình cảm thấy ấn tượng nhất là ngày hội thiếu nhi ở trường tiểu học Tràng Tấm Khương, xã Long Hới, huyện Nhà Bè. Mặc dù là địa điểm hoạt động cách khá xa so với trường, nhưng mà hôm ấy hơn 200 chiến sĩ của trường Đại học Kinh tế Luật đã đến tham dự về phủ xanh cả khuôn viên trường như vậy. Mọi người đã cùng với nhau diễn kịch này, tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông hay là về bảo vệ môi trường. Thật sự đối với mình hôm đó là những khoảnh khắc rất là đáng nhớ và mình sẽ khắc ghi sau cái chiến dịch này. Giống như tên gọi của đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật, đội hình của mình sẽ chuyên tuyên truyền và đem đến pháp luật cho người dân cũng như những người đang gặp thế yếu trong xã hội. Chương trình ý nghĩa nhất đối với đội hình vòng tay xanh tụi mình trong chuyến đi lần này là buổi phát cháo thực hiện vào đêm 25 tháng 7. Thì bọn mình đã chuẩn bị từ lúc 6 giờ tối, được sự hỗ trợ của các bà con thì bọn mình đã nấu được cháo và đem đi phát cho các cô chú công nhân cũng như các người của vô gia cư. Bọn mình đi phát các tuyến đường từ quận 9 Bình Thạnh đến quận 2 và quận 1. Đây là lần đầu tiên mà mình tham gia một chiến dịch tình nguyện. Thì cảm xúc ban đầu của mình là hồi hộp và mong chờ vì có cơ hội được làm quen và sinh sống tại một môi trường mới. Sau đó là sự tự hào vì đã trở thành một phần trong chiến dịch để đi đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn để gặp và giúp đỡ những người dân nơi đây. Với mình thì chiến dịch mùa hè xanh là chiến dịch tình nguyện đầu tiên mà mình tham gia, nên cảm xúc mà mình có đó là hồi hộp và lo lắng khi mà mình phải tiếp xúc với một môi trường mới và những con người hoàn toàn mới. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng cảm thấy rất là phấn khích và tự hào khi mà có thể có cơ hội tham gia vào các hoạt động tình nguyện và góp phần hỗ trợ cho cộng đồng. Giờ lần đầu tham gia chiến dịch thì cảm giác đầu tiên của mình là bỡ ngỡ, nhưng mà sau đó thì nhờ giúp đỡ mọi người á thì mình đã có được nhiều cải tiến. Đồng thời là khi mà tham gia sinh hoạt cùng tất cả các bạn á thì mình cảm giác đó là những trải nghiệm cực kỳ thú vị, cũng như là mình tiếp xúc với các bạn và được làm quen thương thêm rất nhiều bạn mới. Thật sự ra là đối với mình một tháng là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Tuy nhiên là đối với một sinh viên năm nhất và cũng là lần đầu tiên đóng quân thường trực tại tỉnh Bến Tre thì mình cảm thấy là mang cho mình nhiều cảm xúc rất là khó tả. Thì trước khi mà đến đây thì mình cảm thấy rất là háo hức vì mình sẽ phải làm những điều ý nghĩa tại một nơi xa lạ và cùng với những chiến sĩ mà mình chưa từng gặp trước đây, sẽ cùng sinh hoạt chung, sống chung với nhau, làm tất cả mọi thứ về ở nhà của người dân á. Xong rồi trong khoảng thời gian ở đây thì mình cảm thấy rất là vui, hạnh phúc cũng như là có những điều cảm thấy rất là ấm áp bởi vì mình làm nhiều điều rất là ý nghĩa cũng như là có được nhiều kỷ niệm tốt với người dân, được mọi người quan tâm, chia sẻ với nhau. Thì cũng gần đến cuối chiến dịch rồi, cũng cảm thấy khá là lưu luyến với mọi người ở đây tại vì sống với nhau một tháng nên là có những cái cảm xúc đáng nhớ. Thì mình hy vọng là mình có thể lan tỏa cái sự chiến dịch lần này cho mình rất nhiều cảm xúc. Thì mình cũng hy vọng là chiến dịch này sẽ thành công hơn để cho nhiều bạn trẻ như mình sẵn sàng dù là năm nhất hay là năm hai, bất cứ là khi bạn là sinh viên năm nào cũng có thể trải nghiệm thử về đây, nó sẽ tạo cho bạn những điều đáng nhớ của tuổi trẻ. Cảm ơn đã đem lại cho em những cảm xúc như là vui buồn và đâu đó là một sự nuối tiếc khi mà chiến dịch đã đi đến những chặng đường cuối cùng. Vậy em cũng trải nghiệm ra cho mình bài học quý giá và kinh nghiệm bổ ích. Thì trong tương lai em mong cho chiến dịch của mình ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn để lan tỏa đến mọi người những điều tích cực nhất. Mà hoạt động cùng với các cô chú người dân ở đây thì mình cảm thấy là các cô chú cực kỳ thương và hồi được trải nghiệm cảm giác như là được nấu ăn cùng cô chú cũng như là được tiếp xúc và giao lưu với các cô chú nữa. Thì qua dịch thì mình cảm ơn cả mọi người đã giúp đỡ mình. Trong một tháng sinh hoạt tại địa phương thì mình có một kỷ niệm quý giá, đó là mình nhận được mình và đội hình đã nhận được sự gắn tiếp nồng hậu từ những người dân địa phương và điều này đã để lại cho mình một ấn tượng vô cùng sâu sắc về lòng hiếu khách và sự hảo tâm của họ. Thời gian hoạt động tại địa phương thì mình cũng có rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ và đặc biệt là sự đối đãi nồng hậu của các cô chú, của ông bà coi chúng mình như là con cháu trong nhà và đối xử rất là
yêu thương và chiều chuộng tụi mình. Trong một tháng vừa qua mình đã có rất nhiều sự thay đổi. Địa bàn thường trực mình đóng quân là ở Bến Tre, và đây cũng là lần đầu tiên mình tới Bến Tre, cho nên mình cảm thấy mọi thứ rất là mới lạ. Thay đổi môi trường sống và sinh hoạt tập thể thì trong đội thì mình lúc đầu cảm thấy rất là bỡ ngỡ và không quen, do các bạn đến từ nhiều vùng miền văn hóa thì sẽ có những cái lối sống và cái giờ giấc sinh hoạt ăn uống cũng như khẩu vị mỗi người sẽ khác nhau, cho nên ví dụ như là có những bạn ngủ sớm, có những bạn ngủ trễ, hoặc là có những bạn không ăn được món này món kia, thì lúc đó là mình cũng không chưa thích nghi được. Tuy nhiên là sau một tuần đầu mà tụi mình cùng nhau sinh hoạt và cùng nhau làm hoạt động thì mọi người trong nhà cũng đã hiểu nhau hơn. Lúc đó thì nhóm chúng mình cũng đã có một cái bảng phân chia công việc, do đó là những công việc trong nhà thì tụi mình đều tự động làm đầy đủ và cũng không có ai tị nạnh gì nhau hết. Thì trong một tháng vừa qua thì mình cảm thấy có lẽ sự thay đổi lớn nhất đó là giờ giấc sinh hoạt của mình đã trở nên khoa học hơn, đó là mình khi vào 10 giờ thì cả nhà cùng nhau tắt điện đi ngủ, còn sáng thì dậy sớm để thực hiện những cái hoạt động khác của chiến dịch mùa hè xanh. Thì hy vọng là sau cái chiến dịch mùa hè xanh này thì lên thành phố là mình vẫn sẽ giữ được cái nếp sống giống như ở dưới Bến Tre này. Đối với mình thì kỷ niệm nào cũng đáng nhớ. Có một số kỷ niệm như là mình lần đầu tiên được chạy nhiều nước, được tắm mưa, được các anh chị, cô chú, người dân ở nhà bè tặng nước uống và đồ ăn. Thì đây sẽ là những kỷ niệm mà mình không thể nào quên trong cuộc đời. Đây là lần đầu mà mình đi mùa hè xanh và cũng là lần đầu mình ở một tháng ở đây. Và thực ra là mình có rất là nhiều kỷ niệm và mình nhận được rất nhiều tình thương từ ông bà, cô chú dành cho các chiến sĩ mùa hè xanh. Thì khi mà được phân công ở tại nhà dân thì mình cũng rất là bỡ ngỡ, cũng không biết là cuộc sống của mình nó sẽ như thế nào. Và mình có một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là khi mà lần đó là mình bị bệnh, sau đó thì bà đã nấu cháo cho mình ăn, còn anh trưởng ấp thì pha trà gừng cho mình uống, rồi bà còn mua thuốc thêm cho mình uống nữa. Thì lúc đó mình rất là cảm động, rất là vui khi mà nhận được sự quan tâm của mọi người như vậy. Thì mình thấy là mọi người ở đây ai cũng rất là nhiệt tình, cởi mở, luôn luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó làm cho mình rất là vui và cảm động. Bến Tre, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.